Mỹ phẩm Trường An hôm nay lại giới thiệu đến nhau bạn lược nhé. Lược của siêu côm ạ. Lược của siêu côm các bạn nhé. Lược cắt tóc nam nữ nhé. Bên có cái thứ cho mẹ mượn. Các bạn mua hàng thì nhớ để lại số điện thoại, nhân viên bên mình sẽ tư vấn cho các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể vào Zalo nhé. Vào Zalo mình để số điện thoại trong bài đăng các bạn nhé. Đây ạ. Lược này là lược dài 18.5 nhé. Gần 19cm các bạn nhé. 19cm. Còn bề rộng của nó là 2.5 nhé.